Như này. Dạ. Hai đứa mình cũng quen nhau khá lâu rồi. Em có tin anh không? Tất nhiên là em tin anh rồi. Sao thế ạ? Vậy em cho anh làm việc đó với em nhá. Việc đấy á? Là việc gì ạ? Thì cái chuyện đấy nhá. Việc đấy bây giờ em chưa sẵn sàng ạ. Thế thì em không yêu anh rồi. Người ta yêu nhau á, người ta trao cho nhau hết. Anh chỉ yêu cầu em một việc nhỏ nhoi như vậy mà em cũng không đáp ứng được. Chán. Nhưng mà em thấy việc đó hơi nhanh. Với lại mình yêu nhau chưa được bao lâu mà. Em không biết à? Bây giờ những đôi yêu nhau, người ta đều làm chuyện đấy hết. Yêu nhau mà chỉ nắm tay, xong rồi thơm má thì có khác gì tình đồng chí đâu. Vậy là chúng ta nhất định phải làm việc đó thì mới được tính là yêu nhau à? Đúng vậy. Cho anh nhá. Anh làm từ từ thôi nhá. Em sợ lắm. Rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng nhá. Anh không ngờ đây lại là lần đầu tiên của em đấy. Vậy mà từ trước đến giờ anh cứ nghĩ... Sao anh lại nghĩ như thế? Anh là mối tình đầu của em đấy. Anh biết rồi. Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Vâng. Em cho anh làm việc đó rồi. Sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhá. Tất nhiên rồi. Anh là đàn ông mà. Anh ơi, anh đang làm gì thế? Sao cả ngày hôm nay không thấy anh trả lời em? Sao anh ấy vẫn im lặng thế nhở? Hôm nay em thấy trong người cũng mệt mệt làm sao ấy. Anh có thể đến thăm em một chút được không? Anh ấy làm sao vậy chú? Một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Thôi chết rồi, mình có em bé mất rồi. Mình phải gọi cho anh Tuấn mới được. Anh nghe máy đi mà. Lại thuê bao. Sao em cứ tối ngày nhắn tin gọi điện làm phiền anh ấy nhở? Anh là đàn ông, anh còn phải lo sự nghiệp. Làm sao mà suốt ngày chạy theo cái thứ tình yêu trẻ con của em được? Sao anh lại mắng em như thế chứ? Chỉ là em không gọi được cho anh nên em lo lắng cho anh thôi. Mà anh cũng có thể nhắn tin cho em là anh bận cũng được mà. Anh đâu nhất thiết phải im lặng luôn như thế chứ. Nói chung á là anh bận lắm. Hôm nay em gọi anh ra đây có việc gì? Em nói luôn đi. Em có thai rồi. Cái gì? Em có thai rồi? Từ bao giờ? Sao em không nói với anh? Thì em gọi điện cho anh bao nhiêu cuộc, anh có thèm nghe đâu. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Phát hiện lâu chưa? Mà lần nào xong anh cũng bảo em là mua thuốc uống. Em không nghe lời anh à? Em nghe lời anh mà. Nhưng mình quan hệ nhiều như thế, có hôm em cũng quên mất không uống. Với lại người ta bảo uống nhiều không tốt. À, vậy ra là em cố tình có thai, em cố tình gài bẫy anh đúng không? Sao anh nói em như thế? Bây giờ em cũng đang hoang mang, không biết phải làm như thế nào đây. Bố mẹ em mà biết sẽ đánh chết em mất. Vậy thì em nghe anh, bỏ cái thai này đi. Chúng mình còn trẻ mà, được không? Bỏ con á? Làm như vậy phải tội lắm. Em không nỡ đâu. Dù sao đây cũng là con của chúng mình mà. Vậy em định để mọi người nghĩ em là người chưa có chồng mà đã có bầu rồi à? Không, em không muốn như thế. Nhưng chẳng phải lúc đầu yêu nhau anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em hay sao? Anh sẽ có trách nhiệm với em, nhưng chưa phải bây giờ. Nếu đứa bé này được sinh ra, nó sẽ cản trở sự nghiệp của anh. Nhiên, nghe anh, bỏ đi. Sau này lấy nhau rồi, mình để đứa khác cũng được mà. Em Nhiên,
Thực sự anh chỉ muốn tốt cho tương lai của hai đứa mình thôi mà. Em phải nghe anh chứ. Vậy thì chiều nay anh sẽ đưa em đi xử lý luôn. Để lâu không tốt đâu. Chúc mừng anh đã lên chức trưởng phòng. Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng anh cũng nhận được kết quả xứng đáng rồi. Em tự hào với anh lắm. Tất nhiên rồi. Em có biết là anh đã phải đánh bại bao nhiêu đối thủ anh mới có thể ngồi lên vị trí này không? Anh này. Chúng ta yêu nhau cũng được một thời gian dài rồi. Lúc trước anh có nói chờ khi sự nghiệp anh ổn định thì anh sẽ cưới em làm vợ. Năm nay được tuổi của cả hai đứa mình. Mẹ em nói nếu không cưới năm nay thì phải 3 năm nữa mới cưới được cô. À, thì mà anh vừa mới lên trước, chưa đâu vào với đâu cả, còn nhiều thứ phải lo lắm. Chuyện đấy mình tính sau đi. Vâng ạ. Alo. Anh đến ngay đây. Bây giờ anh có việc, anh phải đi trước. Mình nói chuyện sau nhá. Vâng, anh đi cẩn thận. Anh ơi, thanh toán tiền cho em với. Anh à, bố mẹ em rất thích anh. Còn trẻ mà lên được chức trưởng phòng, em gả cho anh, bố mẹ em cũng yên tâm. Thế à, anh thì lại chỉ sợ bố mẹ em không thích anh thôi. Không đâu, bố mẹ em thích anh mà. Bố mẹ em còn đồng ý đi xem ngày để cho hai chúng ta kết hôn đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cũng chỉ đợi có thế để rước em về làm dâu thôi. Bố mẹ anh cũng ngóng quá rồi. Đợi sau khi em tốt nghiệp xong là mình có thể kết hôn rồi. Anh cũng thực sự mong đến ngày ấy lắm. Anh Tuấn, anh nói anh có việc bận cơ mà, tại sao anh lại ở đây? Còn cô gái này là ai? Chị là bạn của anh Tuấn à? Em là vợ sắp cưới của anh Tuấn. Gì cô? Vợ sắp cưới á? Vâng, đúng rồi ạ. Hai bên gia đình chúng em đã gặp mặt rồi, chỉ chờ ngày đẹp là tổ chức thôi ạ. Anh Tuấn, anh nói đi, việc này là như thế nào? Em đợi anh ở đây nhá. Anh nói chuyện với bạn anh một chút. Vâng ạ, anh nhanh lên nhé. Như anh bảo. Anh nói đi, việc này là như thế nào? Đúng, cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Thì còn em? Còn em thì sao hả? Anh lừa em à? Anh sớm đã không còn tình cảm với em từ lâu rồi. Em buông tha cho anh nhá. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời hay sao? Anh nói đi! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh không thể lấy một người con gái không còn trinh trắng như em làm vợ được. Hơn nữa em còn từng đi phá thai. Thảo Vân thì khác, cô ấy trong trắng, thuần khiết. Còn em thì không. Anh tệ lắm. Đứa con đó cũng là con của anh mà. Tại sao anh có thể nói em như vậy chứ? Anh làm sao biết được đứa bé có phải là con của anh hay không? Nhớ con của người khác thì sao? Hơn nữa, lúc đấy anh đang quen em thì anh mới nhận anh là bố đứa bé. Còn bố đứa bé là ai thì chỉ mình em mới biết thôi mà. Tại sao anh có thể nói được những câu như vậy chứ? Tôi không trinh trắng là vì ai? Tôi phải phá thai là vì ai? Là vì anh đấy! Được, tôi sẽ buông tha cho anh. Người thất đức như anh sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Bây giờ thì em nói sao cũng được. Em buông tha cho anh đi. Và từ bây giờ đừng bao giờ làm phiền anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Mong là sự hy sinh của đứa con vô tội trong bụng tôi sẽ cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn. Chào anh. Mình đi theo em. Có chuyện gì vậy anh? Chị ấy là bạn của anh đúng không ạ? Một người bạn cũ của anh thôi. Có một số chuyện chưa giải quyết xong, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Mình về thôi. Dạ vâng ạ.
biết rồi. Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Vâng. Em cho anh làm việc đó rồi. Sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhá. Tất nhiên rồi. Anh là đàn ông mà. Sao rồi? Kết quả sao rồi? Có không? Vẫn chưa có anh ạ. Em vừa thử rồi, chỉ là chậm kinh vài ngày thôi. Cưới nhau 3 năm rồi mà không có nổi một mụn con. Lần nào về quê họ hàng cũng hỏi. Anh biết phải đối mặt như thế nào đây? Thôi anh ạ, anh đừng lo lắng quá. Em nghĩ con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên rồi sẽ có ạ. Lúc nào em cũng nói như vậy. Nhưng mà anh là con trai trưởng, nhiệm vụ của anh là phải sinh con, nối dõi tông đường. Vậy mai vợ chồng mình thử đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Em thấy nhiều cặp vợ chồng lấy nhau về 2-3 năm không có con là chuyện bình thường mà. 3 năm rồi, không thể mãi như thế này được. Ông bà cũng cần một đứa cháu, anh cũng cần một đứa con. Mai em xin nghỉ đi, hai vợ chồng mình đi bệnh viện kiểm tra. Vâng ạ. Dạ thưa bác sĩ, kết quả sao rồi ạ? Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy thì cô Vân đây hoàn toàn bình thường. Còn anh thì được chẩn đoán là hiện tượng tinh trùng loãng, có thể dẫn đến vô sinh. Bác sĩ, hình như trước đây tôi không bị như vậy. Đúng vậy, có thể trước đây chức năng sinh sản của anh hoàn toàn bình thường. Nhưng sau này do chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh của anh và một số tác nhân khác khiến anh bị như vậy. Đấy, em nghe bác sĩ dặn dò gì chưa? Tháng cuối của thai kỳ rồi, đừng để lo lắng quá. Anh thương hai đứa con nhiều lắm. Vâng, em biết rồi chồng ạ. Hai người kia vừa khám cùng bệnh viện với mình đấy. Anh nghe mọi người bảo hai người họ khó có con. Tội nghiệp nhỉ, trẻ như vậy mà đã bị như thế rồi. Em nghĩ là họ gặp quả báo đấy anh ạ. Chắc là gieo nhân không tốt nên giờ mới gặp hậu quả đấy. Tôi kệ họ đi, để anh đưa em đi dạo thêm vài vòng nữa nhá. Vâng ạ. Đi.